Xin kính chào quý vị khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin đáng quan tâm diễn ra trong tuần qua. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tuần qua, thế giới đổ dồn sự quan tâm vào chính trường Mỹ sau khi tòa án tối cao bang Colorado của Mỹ ra phán quyết chưa từng có tiền lệ, khẳng định cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không đủ tư cách tham gia tranh cử sơ bộ tại tiểu bang này. Ngay sau phán quyết này, hiệu ứng Colorado đã xảy ra khi California cũng cân nhắc loại ông Trump khỏi bầu cử sơ bộ. Vậy, hiệu ứng dây chuyền liệu có cản bước ông Trump vào Nhà Trắng trong kỳ bầu cử năm tới hay không? California có thể là bang tiếp theo cấm ông Trump tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử sơ bộ. Phó Thống đốc California, bà Eleni Konalakis đã đề nghị bang cân nhắc mọi lựa chọn pháp lý để hiện thực hóa điều đó. Đề nghị của bà Konalakis đưa ra sau khi bang Colorado vừa qua sử dụng mục 3 của tu chính án thứ 14 để gạch tên ông Trump trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của bang, lấy lý do ông đã tham gia vào cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Sẽ không quá nghiêm trọng với riêng ông Trump vì Colorado vốn dĩ là bang xanh, nghiêng về đảng Dân Chủ. Điều quan trọng là liệu hiệu ứng Colorado có lan nhanh sang các bang khác nghiêng về phe Dân Chủ hay không. Ông Justin Levis, giáo sư luật hiến pháp tại trường luật Loyola của Mỹ, nhận định phán quyết của Colorado sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến bất cứ vụ việc nào khác. Khi xem xét tu chính án thứ 14, giáo sư Levis nói câu hỏi khó đặt ra không phải là liệu ông Trump có đủ tư cách để tranh cử và bước vào Nhà Trắng không, mà là ai sẽ quyết định việc ông Trump đủ hay không đủ tư cách. Chuyên gia này dự đoán, nếu ông Trump, người liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò của Đảng Cộng Hòa, giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ, sẽ lại có những nỗ lực pháp lý tương tự để loại ông ra khỏi cuộc tổng tuyển cử, cũng vì vụ bạo loạn tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp đánh dấu mốc 2 năm với triển vọng về nguồn cung cấp vũ khí và viện trợ kinh tế trong tương lai của phương Tây bị che mờ do những mâu thuẫn chính trị, trong khi Kiev không còn duy trì được một trong những lợi thế đối trọng với pháo binh Nga. Ukraine đang đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy, liệu Kiev có cơ hội biến nguy thành cơ hay không? Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavsky, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền Đông của quân đội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine không có đủ đạn dược, đặc biệt là đạn pháo hiện đại để tăng cường năng lực chiến đấu cho các đơn vị từ khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ hai. Trong khi đó, Mikita, binh sĩ vận hành máy bay không người lái cho biết, lợi thế của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công nhằm nỗ lực tạo thế đối trọng với lợi thế về đạn pháo của Nga giờ đã không còn nữa. Quân đội Ukraine buộc phải cắt giảm các hoạt động quân sự để chuyển sang thế phòng thủ. Theo binh sĩ này, Nga đã thay đổi chiến thuật, có nguồn cung cấp máy bay không người lái ổn định và phát triển các đơn vị tác chiến điện tử hiệu quả, biến chiến trường thành một ván cờ mà Ukraine hầu như không có hy vọng có thể chiếu tướng. Theo dữ liệu của Viện Kinh tế Thế giới, lượng viện trợ mới mà phương Tây cam kết dành cho Ukraine rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2022. Còn tại Mỹ, phe Cộng hòa trong Quốc hội đến nay vẫn cố gắng ngăn chặn nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đảm bảo khoản viện trợ bổ sung trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Nếu sự hỗ trợ của chúng tôi giảm mạnh hoặc biến mất, Ukraine có nguy cơ thua cuộc trong cuộc chiến này. Sẽ rất khó cho Ukraine để giành chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Ngay cả khi họ làm được điều này, thì cái giá phải trả sẽ rất khủng khiếp. Nếu một năm nữa xung đột vẫn bế tắc, tôi cho rằng không chỉ riêng chính phủ Ukraine mà cả những nước ủng hộ cũng rất mệt mỏi. Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang nóng lên sau khi Triều Tiên phóng hai quả tên lửa đạn đạo ICBM có thể mang đầu đạn hạt nhân. Vụ việc khiến giới chức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đứng ngồi không yên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không ngần ngại tấn công hạt nhân nếu nước này bị khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tuyên bố trên trong một sự kiện nhằm tuyên dương đơn vị thuộc Tổng cục Tên lửa Triều Tiên vì đã phóng thành công Hoa Song 18 nhiên liệu rắn. Phía Bình Nhưỡng gọi vụ phóng là biện pháp đối phó mang tính cảnh cáo trước những hành động đe dọa quân sự dài dẳng từ Mỹ và các đồng minh của Washington. Các chuyên gia cho biết tên lửa sẽ bay hơn 15.000 km, đủ dài để tấn công bất kỳ khu vực nào trên đất Mỹ. Ngay sau khi phóng, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung
kêu gọi Triều Tiên ngừng tiến hành các hành động khiêu khích và chấp nhận lời kêu gọi tham gia đối thoại thực chất mà không cần điều kiện tiên quyết. Các chuyên gia nghiên cứu chính trị quân sự quốc tế phân tích cho rằng Triều Tiên sẽ triển khai nhiều vụ thử vũ khí quân sự hơn nữa nhằm tăng cường phô trương sức mạnh nhằm vào Mỹ trước thêm cuộc bầu cử tổng thống. Triều Tiên sẽ tiếp tục đặt cược vào năm tới để giành được ưu thế trong các cuộc đàm phán có khả năng được nối lại sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Một hệ lụy từ xung đột giữa Israel và Hamas là các vụ tấn công những ngày gần đây trên Biển Đỏ, một phần của tuyến vận tải huyết mạch Đông Tây của thế giới, đang làm gia tăng tâm lý lo ngại rằng thương mại quốc tế đứng trước nguy cơ tiếp tục gián đoạn khi chỉ vừa chớm phục hồi sau dịch COVID-19. Biển Đỏ nối với Địa Trung Hải qua kênh đảo Suez, hình thành nên tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á. Khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đảo này. Lực lượng Houthi ở Yemen đã thừa nhận tiến hành một số vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel cũng như các tàu thương mại hướng đến nước này đi qua Biển Đỏ. Lực lượng Houthi trước đó đã thề sẽ thực hiện các cuộc tấn công như hiện nay cho đến khi một lệnh ngừng bắn đầy đủ được thực thi ở giải Gaza. Quốc tế lo ngại thương mại toàn cầu lại lao đao khi lực lượng Houthi sẽ giữ cho những căng thẳng hiện nay tại Biển Đỏ luôn ở trạng thái thường trực, làm gia tăng các chi phí bảo hiểm đối với tàu bè, từ đó tạo thêm sức ép cho tình trạng lạm phát, giá lương thực hay giá năng lượng hiện nay. Theo các chuyên gia, tình hình tại Biển Đỏ cũng đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất, nếu các nước không có phản ứng, lực lượng Houthi có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Và thứ hai, nếu có các hành động quân sự mạnh, có thể đẩy nguy cơ leo thang thành xung đột, nguy cơ gây tắc nghẽn vận tải qua Biển Đen và kênh đảo Suez. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tuần qua vừa chạy đua với thời gian trong khi phải chống chọi thời tiết băng giá để tìm người sống sót sau trận động đất nguy hiểm nhất tại nước này trong gần thập niên qua. Trận động đất có độ lớn 6,2 với độ sâu chấn tiêu 10 km xảy ra vào đêm 18 tháng 12 tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc đã khiến 140 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Hơn 200.000 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần và sập hoàn toàn, khiến hơn 145.000 người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đến nay, hàng chục người vẫn mất tích. Một số cơ sở hạ tầng như hệ thống cung cấp nước, điện, giao thông và thông tin liên lạc hư hại nghiêm trọng. Cục địa chấn tỉnh Cam Túc dự báo, khu vực xung quanh tỉnh Cam Túc sẽ có thể hứng chịu những đợt dư chấn có độ lớn lên tới 5 trong những ngày tới. Các chuyên gia chỉ ra địa điểm xảy ra động đất nằm ở nơi chịu sự chi phối bởi các đới đứt gãy, động đất gây ra các vụ lở đất, lở núi và xảy ra vào giữa mùa đông là ba nguyên nhân khiến trận động đất ở Cam Túc có sức tàn phá nặng nề hơn so với những trận động đất cùng cường độ. Một tin vui trong lĩnh vực y tế. Các nhà khoa học tại Anh mới đây đã nghiên cứu thành công một loại áo đặc biệt giúp người mặc có thể thấy được cụ thể hoạt động của tim. Điều này nghe tưởng chừng như không thể, vậy nhưng hoàn toàn là sự thật. Điều đặc biệt của thiết bị này là bệnh nhân có thể mặc nó giống như một chiếc áo khoác thông thường. Chỉ mất vài phút, người dùng đã có thể mặc xong chiếc áo và thông qua công nghệ quét hình ảnh điện tâm đồ, các nhà khoa học có thể nhìn thấy và ghi lại hoạt động của tim với mức độ chi tiết cao chưa từng có. Sự tiện lợi của chiếc áo này không chỉ dừng lại ở cách mặc mà còn là việc có thể tái sử dụng được nhiều lần. Các nhà nghiên cứu cũng đã được cấp bằng sáng chế ở Mỹ và đang nỗ lực để đưa công nghệ này trở nên phổ biến rộng rãi với các bệnh nhân. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thế giới 24/7 nóng tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo trên kênh NTV và các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại!